Xin chào quý anh chị, các bạn đã trở lại với kênh của đội ngũ xe 365. Ở cái lúc này thì Tuấn cùng với đội ngũ kênh sẽ đi chia sẻ thông tin mới nhất về chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q cho quý anh chị và các bạn, với giá xe, giá lăn bánh kèm theo các thông tin về nội thất được trang bị như nào của chiếc xe phiên bản 2.5 này khác với các phiên bản còn lại mà được nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan ạ. Vâng, chiếc xe 2.5Q với cái giá niêm yết hiện tại và cái thời điểm tháng 3 này thì Tuấn đang ngồi lái đây với giá niêm yết là 1.370.000 nhá, thưa quý anh chị và các bạn. Xe này được nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan, trong phân khúc hạng D này. Với cái giá lăn bánh thì tùy từng thành phố, Tuấn sẽ chia sẻ cho quý anh chị. Nếu mà chiếc xe này lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh đi thì nó sẽ rơi khoảng 1.529.000, thưa quý anh chị các bạn. Còn ở Hà Nội sẽ rơi khoảng 1.556.000 và tại các tỉnh thành phố sẽ rơi khoảng 1.510.000, chưa bao gồm khuyến mại nhé, thưa quý anh chị các bạn. Ngoài trời hơi mưa một chút ạ. Và chiếc xe này thì điều đặc biệt của phiên bản 2.5Q là nó được trang bị hộp số 8 cấp. Đấy. Và ở đây Tuấn thấy có cam 360 để trang bị trên chiếc xe này rồi này. Sử dụng động cơ 2.5 thì sản sinh ra cái công suất của nó là 207 mã lực nhá. Lớn nhất trong nhà Toyota hiện tại Toyota Camry bán ra tại Việt Nam đi. Và cái mô men xoáy cực đại của chiếc xe này là 250 Nm. Đó. Ngoài ra nội thất thì Tuấn đang ngồi đây thì lát nữa Tuấn sẽ ghim clip nhỏ lên trên cho quý anh chị tiện theo dõi. Thì chúng ta đã có những vị trí này, gạt mưa auto, đèn auto, có lễ chuyển số trên vô lăng đã được tích hợp này. Và có tính năng Toyota Safety Sense, như cảnh báo lệch làn, giữ làn đường này, phanh khoảng cách này, đèn pha tự động thích ứng vân vân ạ. Rất là an toàn. Và ngoài ra chúng ta đã có cái nền tảng khung gầm mới mà Toyota đặt trên chiếc xe Toyota Camry này rồi. Nó có cái góc nhìn rất là thoáng và hạ thấp trọng tâm thì chiếc xe lái lại ổn định hơn, êm ái hơn. Đó. Cái góc chữ A rất là thoáng nhé. Và loa JBL xung quanh xe, chúng ta có một cái màn hình giải trí này 9 inch ở phía trước mặt, có thể xem được bản đồ map này, xem cam 360 này, nghe nhạc Spotify vân vân ạ. Đó, những trang bị của xe. Ngoài ra thì phía dưới thì Tuấn thấy này, có được cả trang bị sạc không dây, thưa quý anh chị, những ổ cắm sạc này, rất nhiều ổ hộ và cái điều hòa tự động 3 vùng độc lập nhé. Ghế lái riêng, ghế phụ riêng và cả ghế hàng ghế phía sau cũng đều là riêng biệt hết rồi ạ. Rất là tuyệt vời. Và có 3 chế độ lái nhé, Eco, Normal, Sport trên chiếc xe này rồi. Phanh tay điện tử Auto Hold, vân vân. Đó là trang bị trên chiếc xe. Có 2 vị trí như ghế nhé, ghế lái này, mở cốp điện vân vân. Đó là về nội thất của xe. Có cửa sổ trời. Đấy, rất là thoáng. Kèm theo là chiếc xe này sẽ có 2 màu nội thất. Hiện tại Tuấn đang ngồi nội thất màu đen. Và ngoài ra thì quý anh chị có thể lựa chọn cái nội thất màu be. Tiếp tục thì Tuấn xin mời quý anh chị các bạn cùng khám phá hàng ghế thứ hai và cả bên ngoại thất của xe ạ. Vâng, hàng ghế thứ hai của xe đây ạ. Với cái điều rất là đặc biệt, Tuấn sẽ giới thiệu cho quý anh chị các bạn nhé. Cái thứ nhất thì Tuấn vừa giới thiệu rồi. Và hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa này, như ổ cắm sạc xung quanh xe. Và có rèm phía sau nhá, bên hông. Và có cả rèm phía đằng phía sau nữa, thưa quý anh chị các bạn. Cái điều đặc biệt đây, Tuấn sẽ nhấn phím shift này, rèm sẽ lên. Đó. Vậy, Tuấn vừa thao tác rồi ạ. Chúng ta sẽ có một cái tựa tỉ tay rất đặc biệt và rất đẳng cấp. Ở đây như làm sao thì Tuấn sẽ chia sẻ này. Chúng ta sẽ có ví dụ như là điều chỉnh rèm này, volume âm lượng, chuyển kênh, chuyển bài, điều chỉnh chế độ ngả ghế của chiếc xe này luôn, và điều hòa vân vân, tất cả trên này đều có hết rồi ạ. Nó sẽ có thể là trang bị đầy đủ và cao cấp hơn cả những chiếc xe trong khu hạng sang cơ ạ. Vâng, đây chính là ngoại thất của chiếc xe phiên bản 2.5Q. Cái điều đặc biệt của chúng ta là nó có 2 ống sạc kép, nhìn đỡ uể xe cân đối hơn ạ. Và ngoài ra có như là cả phía sau, cả phía góc này, camera lùi phía sau. Bên hông xe thì nhìn cơ bản giống hệt chiếc phiên bản 2.0Q, đàn em cũng rất giống phiên bản này rồi. Mâm xe thể thao này, các viền chân kính mạ chrome, camera 360 trên gương có thể chỉnh điện, cụp điện, tự động cụp khi lùi nha, thưa quý anh chị. Đây, thì trước xe chúng ta đã có mắt cam 360 này, logo tích hợp radar trong gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, đèn auto và chúng ta sẽ đèn led hoàn toàn nhé, cả biến trước và cả biến góc trước. Vâng, một chiếc xe rất an toàn, đó là Camry 2.5Q. Mời có nhu cầu sử dụng chiếc xe này, sở hữu, muốn biết giá bán,
giá lăn bánh, chương trình khuyến mại có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ xe 365 ạ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bảo giá tốt nhất cho quý anh chị các bạn.